Đây là một chiếc xe sang với hình thức vẫn còn cực kỳ đẹp, từ phần form dáng cho đến về chất lượng các bác nhá. Lúc mới cả vài tỷ đồng. Và bây giờ em để cho các bác chiếc xe này giá chỉ bằng chiếc xe Kia Morning thôi, là toàn thể các bác đã có thể mình mua chiếc xe rồi các bác nhá. Rất là dài luôn, dài xít xoát nó là 5m các bác nhá. Dài xít xoát 5m luôn. Đây các bác nhìn xem, form dáng đẹp chưa? Chạy cực kỳ là phê luôn. Xe sang mà. Mẫu này lành tính lắm, mẫu này bền lắm các bạn. Mà về hình thức đấy, cho đến về chất lượng cái mẫu xe này đấy ạ, nó hơn hẳn tất cả những mẫu xe sang khác các bác nhá. Hơn hẳn luôn. Để bác nào mà chưa biết đến dòng xe này thì các bác có thể tìm hiểu thêm. Đây, nó rất là trong của chiếc xe đấy ạ. Các bác nhìn nhá. Chiếc xe nó mang tên là Audi A4 và được sản xuất năm 2008, đăng ký 2009, số tự động. Động cơ của chiếc xe là máy 2.0 các bác nhá, 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức đấy ạ. Và hiện tại đây thì em đang quay cho các bác xem là cái cần số của chiếc xe. Đây là cần số tự động của chiếc xe các bác nhá. Và có phanh tay điện tử nhá. Đây, phanh tay điện tử được nằm ở vị trí này. Đây là vị trí này. Màn hình giải trí nguyên bản theo xe. Màn hình giải trí nguyên bản theo xe các bác nhá. Rồi đầu đài cũng vậy. Đây, ở dưới là đầu đài, đây, ở trên có màn hình các bác nhá. Và chiếc xe này thì cũng thiết kế được là cái chìa khóa thông minh, chìa khóa điện tử, không dùng chìa khóa cơ các bác nhá. Cắm vào đây và mình ấn vắt là nổ luôn. Đấy. Cắm vào là tự bật chìa khóa. Đây các bác xem, đây là phần mặt đồng hồ của chiếc xe. Còn đây là vô lăng của xe nhá. Vô lăng đẹp, các bác nhìn xem, vô lăng của xe rất ok luôn. Những cái phần da của vô lăng vẫn là da xịn đây. Chưa làm lại vô lăng các bác nhá. Đấy, logo 4 hình tròn. Có tụ khí được làm ở giữa, vô lăng 4 chấu, lái rất là chuẩn luôn. Và vị trí đây là có cam hành trình này. Và có cửa sổ trời các bác nhá. Đây, cửa sổ trời của chiếc xe đây. Đang hoạt động bình thường. Đấy, gương kính điều chỉnh điện, cục gương tự động, túi khí an toàn được làm rất nhiều nơi. Đây một túi này, vô lăng một túi này. Và cột bên kia một túi, cột bên đây một túi. Tổng có cả 10 túi khí an toàn các bác nhá. Rất nhiều luôn, rất nhiều túi khí an toàn luôn. Và ghế của chiếc xe thì ghế bên đây cũng là ghế điện và ghế bên kia cũng là ghế điện các bác nhá. Hai bên ghế chỉnh điện. Đấy, và ghế của chiếc xe hoàn toàn vẫn là loại chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Đây, túi khí an toàn được nằm ở ghế đây nữa các bác nhá. Đấy, nguyên cái khu vực ở trên này là thôi đã có 4 túi khí rồi. Rất nhiều luôn. Bộ ghế da xịn cao cấp nguyên theo xe, cả bộ luôn. Ghế trên, ghế dưới, trước sau đều là ghế da xịn các bác nhá. Theo xe luôn đấy ạ. Đây các bác nhìn xem, bộ ghế da của xe vẫn còn rất là ok, vẫn còn căng đẹp đúng không ạ? Chỗ này tì tay và cũng là cái chỗ để mình đựng đồ luôn. Đây, đựng đồ nước, để điện thoại ở đây. Và đây là cốp đồ các bác nhá, đây là cốp đồ đây này. Đấy, có viền inox một số nơi rồi. Đây. Đây. Hiện tại thì em đang giới thiệu cho các bác xem cái phần nội thất bên trong của chiếc xe, một số tính năng để các bác biết được là chiếc xe này như nào. Rồi bác nào mà đã quan tâm đến nó rồi đấy thì mình liên hệ sớm để bên em sẽ để cho bác mình chiếc xe này với mức tiền ok nhất, hợp lý nhất các bác nhá. Dạ vâng, tiếp tục ạ. Đây bên ngoài có nút bấm từ. Đấy, một chạm được làm 4 cánh cửa luôn, bốn cánh có nút bấm từ như này các bác nhá. Và lốp sơn các bác nhìn này, lốp sơn của xe thì rất là mới luôn, long lanh luôn. Lốp sơn của xe thì có thể xoay được gương. Và tôn vỏ của những dòng xe sang, của những dòng xe Audi này, nó rất là dày và rất là cứng chắc. Đặc biệt là xe để được nhập khẩu nữa, tôn vỏ nó đẹp lắm, tốt lắm các bác nhá. Kính của xe được dán xung quanh rồi, có thể soi được gương đúng không ạ? Lốp của xe này vẫn còn dày, là dòng đúc nguyên bản theo xe. Phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS cũng là 4 bánh các bác nhá. Lốp của xe là lốp Michelin. Đấy, lốp xịn, đi nó không ồn. Ồn chiếc xe này rất là êm các bác nhá. Phía sau có cảm biến lùi này, có camera lùi kìa. Rồi đèn của chiếc xe đây, đèn kiểu dạng đèn led rất là đẹp luôn, bật vào tối lên nhìn rất là chất các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đi xong xung quanh. Đấy, một vòng xung quanh cho bác ngắm về mẫu xe Audi A5 của bên em. Xe còn cực kỳ là ok, máy số cực chất các bác nhá. Nhiên liệu vừa phải 2.0 thì chiếc xe này nó chỉ tầm khoảng là 7 đến 8 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất là ít xăng luôn các bác ạ. Đấy, bởi vì cái dòng xe sang này nó thiết kế cái động cơ nó khác biệt so với một số những dòng xe khác, cho nên là nó sẽ rất là ít xăng. Nhiều bác bảo là những dòng xe này thường thường hay tốn xăng và phụ tùng khó đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì bác nào mà chưa biết thì mình có thể tìm hiểu lại các bác nhá. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn đúng không ạ? Sang trọng, đẳng cấp và hiện đại, an toàn, tiện nghi. Thế mà lại số tiền thì quá là rẻ, hợp lý đúng không ạ? Và phụ tùng cũng không phải lo này, xăng cũng nhiên liệu không phải lo luôn, 2.0 thôi mà, rất là tiết kiệm các bác nhá. Phụ tùng thay thế thì cực kỳ là dễ và rẻ, và bởi vì là được những chiếc xe đời thấp như này phụ tùng nó rất là nhiều các bác nhá, đổ bãi đổ mới rất là nhiều luôn, sẵn có.
Đây hiện tại thì em đang di chuyển lên phần đầu để cho các bác xem phần đầu những xe. Thì có thấy là con xe với thiết kế là biển Hà Nội tên tư nhân, biển số rất đẹp, biển số gánh luôn 29A662 99, đúng không ạ? Biển rất đẹp đúng không ạ? Logo 4 hình tròn nhá. Mặt nạ ga lăng của chiếc xe được ốp lốp ở một số vị trí rồi. Và đèn của xe là đèn nét, đèn bi, đèn nét có thứ này, các bác này, full nét luôn. À, đèn bi đây. Còn nó tối lên rất là sáng đẹp. Sơn bóng các bác nhá. Sơn bóng đẹp luôn. Lốp dày, na lốp 5 chỗ kép. Có sinh nhan báo rẽ là ở trên gương đây. Đây các bác nhá. Rồi chỗ này là có nút bấm từ một chạm nữa đây. Kính của xe, kính trên các bác nhìn này, được dán phim 7 màu rồi, phim 7 màu. Để các bác nhìn xem. Rất là nhiều màu sắc đúng không ạ? Đây, phần đầu đây, các bác nhìn kỹ, tiếp sẽ quay không quay đến cái phần đầu của xe này nữa. Tiếp quay máy, quay gầm nữa thôi nhá. Con này của em thì được thiết kế là máy dọc cầu sau các bác ạ. Vâng. Xe ok nha các bác. Mua về đi luôn, dùng ngay, không phải sửa, không phải làm gì nữa đâu. Xe ok rồi. Chỉ việc dùng thôi nhá. Xe vẫn còn rất là long lanh. Xe cam kết không lỗi tai nạn và lỗi thủy kích về vấn đề ngập nước, thậm chí về vấn đề giấy tờ nữa các bác nhá. Hiện tại thì em đang đi một vòng xung quanh cho các bác xem đây. Các bác quan tâm liên hệ sớm bên em vào để bên em để cho các bác mình giá hợp nhất nhất thị trường luôn. Dòng xe này thì em thấy là trên thị trường người ta toàn giao bán là trên 400 thôi. Người ta toàn giao bán là 430, 440 đúng không ạ? Tùy. Nhưng mà đây thì chiếc xe này bên em bán cho các bác mình rẻ hơn rất là nhiều nhá. Xe vẫn đảm bảo chất lượng nhưng bán được rẻ cho các bác mình khá là nhiều đấy ạ. Bởi vì là chiếc xe này em mua được giá hợp lý mà, cho nên là em bán cho các bác mình giá tương đối là hợp lý luôn. Phía sau. Phía sau đây các bác nhìn thấy là có cái phần cốp đằng sau rất là to, rộng đúng không ạ? Dài. Có cảm biến đùi này, Audi A4 các bác nhá. Đây. Có người ngày xưa không phải là ai cũng mua được, phải là những người có tiền, những người có điều kiện mới mua được đây. Thế mà ngày hôm nay thì gần như là gia đình như nào cũng có thể là mua được. Chiếc này về dùng rồi đúng không ạ? Quá ok luôn. Các bác tới địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh các bác nhá. Bây giờ em quay các bác xem chi tiết của bộ nội thất bên trong. Đây, cái cánh lái này và cục người ngồi lái em sẽ quay trước để các bác thấy. Tắp đi tắp nô, ghế của chiếc xe hoàn toàn bằng chất liệu da xịn cao cấp. Đây, bằng da xịn hết đây các bác nhá. Da xịn hết đấy ạ. Đấy. Quay gần một chút này. Toàn bộ là da xịn hết. Chỗ này là những nút bấm chốt cánh cửa chiếc xe là cũng chưa bị mòn hay bạc, đúng không ạ? Chưa bị bợt. Đây cái chỗ này nữa này. Những nút bấm ở đây cũng chưa bạc bợt gì các bác này. Ok này. Đấy, đúng không ạ? Chỗ này là cốp các bác nhá. Cốp mở điện được ấn đây. Chỗ này là loa này. Đấy, vào xe ok, nghe cực kỳ là hay luôn. Những vị trí tay lắm bám cánh cửa đây các bác nhìn xem, da là da xịn cao cấp nguyên theo xe, chưa bị rách hay xù xì, bị xấu nát rách sức chỗ nào cả đúng không ạ? Khung gầm vách cửa các thứ của xe là còn ok đẹp, không bị mục mọt gì nhá. Đấy, vách cửa này tem vẫn còn nguyên đúng không ạ? Và chỗ này thì có một cái ghế bằng điện đây, ghế được thiết kế điều chỉnh điện các bác nhá. Chỗ này là bơm nâng hạ ghế này. Cái bộ ghế của xe này còn đẹp, đẹp cả bộ luôn các bác ạ. Cái phần cạnh của ghế của xe cũng chưa bị sứt này. Đấy, rồi đây là vị trí góc capo được thiết kế có những cái nút bấm bật đèn. Đấy. Bật đèn cốt, bật đèn pha ở đây. Và có đi ga tự động cruise control được nằm ở đây nhá các bác. Đây. Cruise control đi ga tự động đây. Đấy, bật đèn, bật pháo đây. Đấy, có tích hợp những cái phím điều khiển nằm ở trên vô lăng. Và tắp lô của chiếc xe, những cái viền vị trí này được thiết kế bằng lốp rồi. Rất đẹp mắt luôn đây. Đây, rất là đẹp mắt luôn này các bác nhìn này. Chỗ này là loa, vị trí loa nhá, người là sấy kính kìa. Mặt đồng hồ đây. Đấy, em đang ấn một phát thôi thì màn hình sẽ hoạt động đúng không ạ? Đây màn hình này hoạt động này. Rồi mặt đồng hồ này sẽ hoạt động này. Đấy. Rồi em tắt chìa khóa đi cũng hết bình nhá. Rồi ok. Sàn 5D, sàn 5D xung quanh rồi. Trên dưới trước sau đều có sàn 5D hết rồi các bác ạ. Sơn xi của xe thì cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, em rất kết cái phần rất kết cái sơn của chiếc xe này nhá. Sơn của nó đẹp quá đi mất các bác ạ. Kính của xe là cũng không bị xước răm chỗ nào nhá. Những cái lẹp kính của xe nó không bị cong vênh chỗ nào nhá. Và đây là nóc này các bác này. Các bác xem nóc xem đi. Đấy, đây là nóc của xe nhá.
cửa sổ trời chiếc xe đang hoạt động bình thường. Và đây là cột kèo đây, cột kèo đính tán nguyên zin, dòng cửa đẹp nguyên. Đây, dòng này này, rất đẹp nguyên các bác nhá. Đấy, cột của chiếc xe được thiết kế kiểu tròn tròn này nhìn rất là hay mắt đúng không ạ? Bạn đề cánh cửa của xe này các bác nhìn này, rất to và dày này. Đấy, khó để mà sệ cánh các bác nhá, vì nó cái bản đề cánh cửa này nó dày. Các bác có đóng mở nhiều thì nó cũng không thể sệ cánh. Và gioăng này rất là khó rách luôn, bởi vì đây là gioăng xịn cao cấp của chiếc xe. Gioăng xịn theo xe luôn các bác nhá. Đây các bác xem cho em đây. Phần tắp đi cánh cửa này. Đấy. Vị trí da này các bác nhìn xem này. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Kính điện lên xuống rất là êm ái và nhẹ nhàng luôn này các bác này. Đấy, cánh cửa đẹp chưa? Như là chiếc xe đời cao, đẹp như là xe đời cao luôn đúng không ạ? Những cái phần móc chốt khóa của xe rất là sáng nha. Đây là bộ ghế da trên dưới trước sau vẫn là nguyên zin. Nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Ở chỗ này thì có cái tấm để chắn nắng và cái vị trí này để cho bác mình dựa lưng nhá. Đấy, cái này để mà dựa lưng này các bác này. Dựa lưng trước hoặc là sau cũng được. Vâng, đấy là cái phần nội thất khu vực bên tai. Cửa đóng các bác có thể nghe thấy là nó rất êm luôn. Ở bên đây cũng thế nhá, để có nút bấm từ một chạm được thiết kế ở tay lắm cánh cửa này. Đấy, bốn cánh luôn. Form sườn của chiếc xe đây các bác nhìn xem. Đứng ở cái vị trí xa xa này thì các bác có thể nhìn thấy là toàn bộ cái phần form của chiếc xe nó đẹp như nào đúng không ạ? Rất là sang trọng luôn. Màu trắng rất là lỗi đúng không ạ? Rất lỗi. Từ na răng cho đến phần form của chiếc xe tuy rằng là đời không cao nhưng mà thiết kế đến bây giờ vẫn còn thấy là khá là ok đúng không ạ? Khá là ok. Thực sự là ok luôn. Dòng xe này được giá nhá, nó không như là dòng xe mẹc, dòng xe B đâu. Dòng xe mẹc, dòng xe B nó rất là mất giá bởi vì cái form dáng nó không đẹp, bên này nó không lành bằng cái dòng xe này các bác nhá. Nó không lành tính bằng cái dòng xe này đâu. Dòng này nó rất là lành tính và sửa chữa đồ đạc thay thế nó cũng dễ và rẻ hơn rất là nhiều với những dòng xe mẹc Mercedes hay là dòng BMW đấy ạ. BMW đấy ạ. Đấy, vâng. Dòng này lành tính hơn nhiều mà form dáng đẹp hơn nhiều các bác nhá. Phụ tùng thay thế rẻ hơn rất là nhiều, sẵn có nhiều các bác nhá. Vâng. Đấy, mình cũng phải phân biệt được như vậy, không thì nhiều bác bảo là sao cùng đời mẹc đời B xong là con này là đắt thế, nó lại nhiều tiền hơn thế đúng không ạ? Nhưng mà trên thị trường các bác cứ mình cứ nhìn xem là người ta bán cao hơn em cơ. Đây các bác xem cái phần cánh cửa nữa đây. Tất cả những phần gioăng cánh cửa các bác nhìn xem rất là mới nhá. Đây các bác nhìn xem này, rất là mới luôn này. Đấy, gioăng nó đẹp như này các bác. Bốn tấm đi cánh cửa nó đẹp như này các bác. Đây là sơn thiết kế kiểu làm kim loại rất là sang. Những cái nút bấm để mình chốt cửa đây nhá, không bị mòn mờ gì nhá. Không bị mòn mờ gì luôn. Đây xem này. Đấy đúng không? Đây, có thể các bác mình cùng đón xem nốt. Những phần móc khóa đây các bác nhìn xem rất sáng luôn, không bị han. Không bị han nha các bác. Chỗ này thì đã em quay rồi, rồi quay lại các bác mình xem chút nữa thôi đúng không ạ? Đấy, tần số kia. Tiếp theo, em mời các bác xem nha. Đây, ép cửa này các bác này. Ok chưa ạ? Đấy. Các bác nhìn này, những cái da của cái tay lắm tay tì nó đẹp như thế này cơ mà. Các bác nhìn xem này, nó mới như thế này cơ mà. Đây nha, những cái nút bấm công tắc phím bấm công tắc kính điện lên xuống này. Các bác nhìn xem này, chưa bị mòn mờ thế nào cả đúng không? Chỗ này con hoa nhá. Chốt cửa đây. Đây các bác xem. Đấy, gioăng cửa này. Cái này là cái vị trí để móc đồ, treo đồ. Đấy, móc treo đồ đây. Rồi, vâng, đấy là phần nội thất bên trong của chiếc xe. À quên, em quay cho các bác xem phần trần đi. Em quay trần luôn nhá.
Vâng, tổng thể chiếc xe, nội thất em đã quay xong rồi. Em mời các bác xem nốt cái phần sơn vỏ bên ngoài xong đến gầm máy của chiếc xe này là xong. Được không? Đây em quay gần này. Các bác nhìn xem nhá, nước sơn nó là quá mượt luôn. Quá mượt luôn này, capo đóng chưa hết. Vâng, các bác nhìn này, sơn vỏ nó căng như thế này cơ mà. Khít đều như này cơ mà. Rồi, đấy là phần vỏ. Và đây là gầm. Gầm đây các bác nhá, gầm thì được bảo vệ bởi một cái tấm nhựa ở dưới. Những dòng xe sang thường người ta hay lắp. Đây nha các bác, đây, nguyên đây này. Đấy, đây là phần bây giờ mời các bác xem khu vực máy của xe nhá. Máy xe đây. Máy 2.0. Máy rất đẹp luôn. Rồi em thu. Nói chung là máy số ngon rồi, các bác yên tâm như vậy. Bên em kiểm tra test hết rồi. Và đây là khoang máy các bác nhá. Khoang máy đây ạ. Cả bộ lý đây ạ. Đấy. Đấy, máy dọc cầu sau 2.0 các bác nhá. Vâng. Những cái mà các bác không nhìn thấy, những cái chi tiết, những cái vấn đề kỹ thuật của chiếc xe, các bác không nhìn thấy, bên em sẽ đảm bảo yên tâm cho các bác mình, các bác nhá. Còn những cái mà các bác nhìn thấy rồi thì các bác mình đã thấy chiếc xe này nó đẹp, nó xấu như thế nào, đúng không ạ? Chất lượng như nào các bác đã nhìn thấy. Rồi, chiếc xe này em đã quay xong rồi đấy ạ. Tương đối là đầy đủ chi tiết, đúng không ạ? Các bác cần thêm thông tin, cần thêm hình ảnh, video, hãy liên hệ trực tiếp bên em theo 3 số điện thoại hotline là 093 858 6307 và 0389 000 555 và 0335 838389. 3 số hôm nay, 3 số bên em đang dùng Zalo thường xuyên các bác nhá. Dạ vâng. Mọi thắc mắc, mọi thông tin, mọi vấn đề được cần được giải đáp thì các bác cứ gọi điện, cứ Zalo các bác nhá, đừng ngại, đừng tiếc gì một hai cuộc điện thoại để mình nhấc máy mình gọi điện cho bên em ạ. Sang tên đổi biển bên em cũng sẽ hỗ trợ cho các bác mình đầy đủ. Bác nào mà không muốn sang tên, mình muốn giữ nguyên cái biển Hà Nội này. Đấy. Nhưng mà mình vẫn muốn là đảm bảo về pháp lý thì các bác mình hãy có thể là làm công chứng ủy quyền, không cần phải sang tên các bác nhá, để nguyên biển Hà Nội, để nguyên biển đẹp này đi, không cần sang tên làm gì cả, để nguyên các bác nhá. Và bác là trong miền Trung, miền Nam hoặc các bác ở bận, kể cả như là ngoài miền Bắc, các bác bận không đến được, bên em cũng sẽ hỗ trợ ship xe đến tận nhà thôi nhá, rất đơn giản, nhanh gọn thôi, rất đơn giản nhanh gọn các bác nhá. Đấy, mọi cục cứ để bên em lo cho, rất đơn giản thôi. Về giá cả thì bên em cũng sẽ để cho các bác mình làm sao mức tốt nhất các bác nhá. Cứ alo gọi điện để bên em sẽ chốt cho các bác mình giá làm sao yêu thương nhất thị trường luôn. Nhất thị trường luôn các bác nhá. Vâng. Các bác đến xem xe và test thử xe đi ạ. Và các bác có thể cho người đến kiểm tra thoải mái nhá. Dạ vâng, ok. Video này em đã quay xong rồi. Xin được kết thúc và tạm dừng video này ở tại đây. Xin hẹn gặp lại các bác vào những chương trình lần sau. Các bác nhớ quay trở lại và ủng hộ video của em trong chương trình lần tới các bác nhá. Nhấn like này, nhấn chia sẻ này, đăng ký kênh, nhấn theo dõi nữa để xem thêm những video mới nhất của bên em. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.